Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Và bây giờ mình đang live stream trên Facebook. Và một lát nữa là mình sẽ download cái video này về và mình sẽ up trên kênh xe đạp Hải Phòng trên nền tảng YouTube của mình. Và trong video này mình đang sẽ cùng các bạn đánh giá và review cái cấu tạo. Và xin chào chị Phạm Thị Hồng Liên. Trong video này xin chào anh Trần Ngọc Hùng. Trong cái video này mình sẽ đánh giá và review cái cấu tạo và các cái chất liệu cấu thành nên chiếc xe đạp thể thao touring loại rẻ tiền 1 dĩa và 7 líp của Nhật bãi, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và hiệu là Dunlop. Vâng, cảm ơn chị Phạm Thị Hồng Liên. Để mình tiến hành là mình đổi camera để các bạn cùng xem. Xin chào anh Đức Hữu An, xin chào anh xe đạp Long Khánh. Đổi camera. Vâng, như các bạn thấy trong khung hình đây thì là chiếc xe touring Dunlop, hiệu Dunlop, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và đã được cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com nhập về để mà phục vụ các quý vị trong mùa hè này. Thì cái xe đạp này thì cái giá nó không phải là mắc, nó chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng thôi. Nó là cái dòng mà touring mà giá rẻ. Như các bạn thấy thì khung của xe touring này thì nó sẽ là khung nhôm. Khung nhôm, mỗi hàn vảy cá rất là to. Mỗi hàn vảy cá rất là to. Để mình thấy cái thước mình đo, lấy cái thước mình đo sai cho các bạn xem. Vâng, như vẫn là các cái cách phân biệt khác thì là khung nhôm, khung sắt thì các bạn lấy nam châm, mà nam châm không hút thì là khung nhôm. Ví dụ như là đây có cái cửa sắt đây thì nam châm sẽ hút, nam châm hút thì là khung sắt, còn khung nam châm không hút là khung nhôm. Và như các bạn thấy thì cái dáng của xe đạp này rất là độc lạ, dáng rất là độc lạ, khung nhôm. Và size của chiếc xe này ấy, để mà chúng ta sẽ cùng tiến hành đo size của chiếc xe này. Sai là từ tâm của trục đạp này cho đến khóa yên. Sai là sai 42. Sai 42 thì phù hợp với những người mà cao từ 1m55 cho đến khoảng 1m72, 75 là đều đi được. Chiếc xe này, chiếc xe thì được trang bị líp là vặn, líp vặn 6 tầng. Líp vặn là 6 tầng và bộ đề là Shimano. Đùi đĩa vào 1 tầng. Đùi đĩa 1 tầng. Đằng sau thì có khóa, xe này có khóa luôn. Xe này có khóa. Nguyên bản của xe từ bên Nhật về. Xe được trang bị bánh 700C và phanh V thông thường, vành nhôm một lớp, lốp 700C, khung nhôm. Thế các bạn thấy thì ở đây nó có một số cái tem mác mà chứng nhận đã sử dụng tại thị trường Nhật Bản, hiệu Cross. Như các bạn thấy thì xe này là đời 2013. Cái tem này là chứng nhận đã gọi đăng ký với Bộ Công an sử dụng xe đạp của Nhật Bản. Đằng trên tay cầm chúng ta có tay cầm gần như là tay bằng. Hãng ngồi chiếc chuông nguyên bản của xe. Tay vặn chuyển số, 6 số. Đằng trước là phanh V. Như chiếc xe này thì dòng touring và có được trang bị một chiếc Mayer phát điện.
Meyer phát điện. Meyer này nó sẽ phát ra nguồn điện khoảng 5V và nó sẽ được kết nối lên một chiếc đèn pha ở option lắp thêm, và ở chủ cũ này thì người ta không lắp, vậy mình về người dùng có thể lắp thêm. Tất cả xe mà bán ra ở cửa hàng mình thì hầu như là nước sơn là nguyên bản, và xe này thì mình đánh giá là sơn cũng khá là mới, chỉ có xước răm một vài chỗ, và nước sơn nguyên bản của Nhật thì rất là bền, hiệu Dunlop màu vàng chanh, nước sơn nguyên bản thì thoải mái luôn, rất là cứng cáp. Như các bạn thấy thì đây mình cào là nó không có xi nhê gì, cực bền luôn, không xước luôn, rất cứng, nước sơn nguyên bản thì cứng lắm. Xin chào bác Hùng Trần. Và chiếc xe này có size là 42. Size 42 phù hợp cho những người cao từ 1m55 cho 1m7 là có thể sử dụng tốt. Và giá của chiếc xe này đã bán ra tại xe đạp haiphong.com là giá là chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng. Nếu mà quý vị muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943. Số điện thoại này có cả Zalo và có cả Facebook, quý vị có thể search ở trên tất cả các nền tảng đều là số điện thoại này. Và để khi mà quý vị liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những cái tư vấn và cho quý vị biết là chế độ chính sách bảo hành bảo dưỡng. Những cái xe bán ra thì tất cả cửa hàng bán ra thì đều bảo hành 1 năm và có những cái quà tặng cho quý vị, thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu chiếc xe này. Giá của chiếc xe này là hơn 3 triệu đồng. Và nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực thì hãy ấn đăng ký kênh ở trên nền tảng YouTube. Nếu mà quý vị đang xem ở trên nền tảng Facebook thì quý vị hãy kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn chế độ xem trước hoặc là chế độ bạn thân ở Facebook. Còn nếu mà quý vị đang xem ở trên chế độ ở nền tảng YouTube thì hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì có chiếc chuông, quý vị ấn vào chiếc chuông để quý vị là những cái người mà đầu tiên được nhận được thông báo khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Xin hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những cái video lần sau, trong những cái live stream tiếp theo tới. Xin chào bác Đặng Hữu An, xin chào bác xe đạp Long Khánh, xin chào bác Hồng Trần, xin chào bác Trần Ngọc Hùng. Em đã kết thúc cái live stream đánh giá xe đạp, review xe đạp thể thao tại đây. Cảm ơn các bác đã tham gia live stream. Xin hẹn gặp lại các bác.